Hiếu Huyền xin chào cả nhà thân yêu nha. Banda thì nó có một cái thói quen, nó thích ăn đó là phèo, ăn ruột heo đó. Thì hôm nay bà xã thì Liên đi mua về, mua ruột heo về, thì trong lúc mà chuẩn bị luộc đó thì các bạn thấy đây, đây tà ra trong ruột nó nhúc nhích lòi ra những cái con sáng này, nó rất là dài, rất là nhìn nó rất là nguy hiểm. Mà từ trước đến giờ thì Banda ăn cũng nhiều rồi, mà đa phần là mình ăn ở ngoài nữa, nên là bây giờ bắt đầu kể từ ngày hôm nay là thấy này là bắt đầu thấy ngán luôn rồi, thấy sợ lắm luôn rồi, chắc chắn là sẽ không giờ cho con ăn phèo nữa. Đây nè, đó là nó vẫn còn ở trong này nữa nha quý vị, cái này là mình chỉ mới luộc sơ thôi đó. Giờ anh cắt cho mọi người thấy đi. Đây, để cắt ra cho mọi người cùng coi nha. Cái đó hồi sáng anh cắt rồi, anh cắt sâu vô trong nữa, sâu vô đây. Nhìn mà ngán luôn, không muốn cầm luôn á. Nhưng mà nếu mà mình tiếc á, có nhiều người ta tiếc á, người ta lượm mấy con này ra xong rồi người ta ăn, nhưng mà nó sẽ có trứng. Khi là khi mà quý vị mà lấy ra những cái con này rồi á, mà quý vị tiếc mà vẫn còn để ăn á, thì quý vị nên nhớ là trong cái ruột nó đã có những cái con này, thì chắc chắn là nó sẽ đẻ trứng rất nhiều trong đó, mà trứng thì mình sẽ không loại ra được hết đó. Cho nên là mình phải rút kinh nghiệm, và cái vấn đề là Hiếu Huyền nghĩ là chúng ta không nên ăn những cái lòng hay ruột heo nữa, nó quá nguy hiểm. Cái này ví dụ như mà luộc mà không kỹ nha, thì trứng của nó là mà vô trong bụng của con người là cái gì, là khổ lắm chứ bây giờ đâu, nguy hiểm lắm, nó mà chui lên cái túi mật ấy, hay là ấy là chết liền á. Mà sao bụng quá ha, con trùng sáng nó trồng heo thì trồng heo thì cái này là anh cắt sơ sơ thôi, cắt gì nó đứt đôi rồi. Rồi vấn đề là nó nằm ở cái rìa ngoài này nè, ở trong cũng có đó, nhưng mà cắt sơ sơ thôi. Cái này không có. Em nhìn thấy em sợ quá. Lúc gớm làm sao á? Có thể là nó nằm ở đâu mấy cái dải khúc. Con ơi, anh tước đi, con lấy cái kéo tước ở từ học vô cái lỗ tước luôn. Về rồi mấy chỗ bán hủ tiếu người ta cắt ra cho mình ăn ha. Đâu biết đâu. Thì tất nhiên rồi. Này 100.000 ký. Bây giờ khi mà mình nhìn thấy như vậy, mình mới hiểu được cái lý do tại sao mà những người ở bên nước ngoài á, những người mà người nước ngoài á, người ta lại không ăn ruột heo. Bởi vì á, họ cho rằng á, cái ruột heo là cái chỗ là dơ nhất của con heo. Bao nhiêu ký sinh trùng gì là nó là đều nằm ở trong ruột hết. Sáng này lâu ra nhiều lắm. Anh cắt làm đôi. Thôi, được rồi. Không, anh cứ cắt đi, anh cắt làm đôi. Cắt cái này coi còn không? Cắt làm đôi đó đi. Cắt, không phải cắt làm đôi mà cắt xẻ như vậy. Xẻ ra vậy. Sao nó bự quá ha anh Hiền ha? Quý vị biết không, cái này là mình nói thật sự một điều là ở bên nước ngoài á, tại Hiếu Hiền có đi nước ngoài diễn rồi, thì bên đó có một số bạn bè của mẹ đó, thì cái chú mà nghệ sĩ hài Kiều Linh á mà mất rồi á, là cô
cũng hay mua cái lòng này về để nấu cháo lòng cho gia đình ăn, và có mời mời mẹ Kim Ngọc về ăn. Thì chú nói là ở bên Việt Nam thì có thể là có cái vấn đề này, chứ ở bên Mỹ thì người nước ngoài người ta không ăn. Chứ thật sự ra cái ruột heo ở bên Mỹ nó rất là sạch và không có những cái tình trạng như vậy. Ghê quá. Hoặc em đừng cắt nữa, nó không có. Cho mọi người, người ta coi. Cứ xẻ hết ra. Và sáng em khi mà em bỏ vô thì em thấy nó nhoi. Em không biết là cái gì. Càng kéo càng dài, càng kéo càng dài ghê. Tính luộc sơ bỏ tủ lạnh, lát banh đai về luộc lại đó. Món là món phái khẩu của mình luôn á chứ. Có nhiều người ta tiếc ăn vô chất, bởi vậy mới có cái vụ mà dung sáng đúng không anh? Đúng rồi. Có. Mấy chỗ bán cháo lòng sao trời? Nó lại ấy hết rồi. Còn bên đây cắt từ đầu. Thôi. Đặt bên ấy rồi còn kêu cắt gì nữa. Nè đi ở đây nè, đó lại cắt tỉ. Không lẽ nó hết rồi. Không lẽ có nhiêu đó hả? Thì đúng rồi. Coi nó chỉ có như đó thôi, lôi nó ra vậy thôi à, chứ này không có rồi. Có mình bóp cái ruột là biết liền à. Bóp sao anh thấy là sao? Bóp nó có sần sần, cái độ sần của nó vẫn cứng cứng sần sần trong đó, mình biết gì. Còn có nó đâu. Nó tóm lại là bây giờ là cứ như vậy là mình nên ngưng không ăn nữa. Cái này là dung kim nè. Dung đủ. Điều quá. Sẵn anh cắt khúc khúc cho chó ăn. Mấy con đó bỏ ra đi, đừng cho chó mình ăn ghê quá. Tất nhiên rồi. Dù. Tốt nhất là chúng ta không nên ăn ruột heo nữa. Ghê quá. Tú Linh được không? Tú Linh cũng vậy thôi. Tú Linh cũng có, sao không có. Sẵn tay cắt luôn đi. Cắt để coi ai còn hỏi.